Định 4 ngày sắp like mày đó thì nó không có cho, nó không cho người theo mà like mà là nó like là bò đấy đâu có mình bò tươi đó sang như bò trong cái hộp á mình ăn hoài luôn nó chán quá mà không có được đi đâu trơn mà không ai không lại bò chán nó lại xin quán ép có xây dựng ngọn cưa làm cái xuồng khi đi rồi tụi kia mới kể nó biết nó cho mà đâu ai nó để nó đi. Ôi, dắt ép lại xuồng rồi. À, ghê hồn rồi. Mày bay tới không? Đi tới thì nào làm? Trở về. Bỏ nổi rồi trời. Tại vì nó đi kia nó dễ quá, đâu có gì đâu. Thì thấy mấy ông đi dễ quá, tôi thấy tôi nói tôi biết kêu hướng mấy ông đi. Bây giờ, mà tụi nó, ông nói nhưng mà tôi nghĩ là nó nhìn xa ông đi. Với lượng, nó nhìn cái mùa nữa. Mùa nó biết cái gió đó. Gió. Rồi nó nói tôi bỏ cục đá vô. Tôi ngủ tôi dặn cái lái nó tôi biết nó đi đúng không? Đi. Đúng là thằng nó còn hơn Papillon nữa. Hơn Papillon. Ờ, ok. Dân Cà Mau ở đâu, nó thấy mấy ông đi nhiều quá, tôi đi qua để ăn cái nhà có cá, con cua, mấy cái món mấy á. Mấy mã nó cho ăn mắm, cho mấy cái mã nó chết đúng không? Giờ ra tối ngày rồi. Kìa rồi qua mã có lên thăm cái chỗ mà mấy cha đi dự biên nhốt vậy. Bây giờ đóng cái đó rồi nhưng mà cho đi tham quan. Ở trên đảo hả? Không có chỗ nào nó nhốt chứ không phải đi đảo. Đi đường bộ mà.